huyền huyễn với vô địch với sát phạt quyết đoán với hệ thống giả heo ăn hổ xuyên qua mà đến tô vân trở thành đại càng vương triều tiếp theo một tên nho nhỏ sáu cánh cửa bộ đầu thế gia môn phái trong miệng triều định ưng khuyển ở đây họa loạn nổi lên bốn phía yêu ma hiện thế trong đại thế tô vân chỉ cảm giác kế tiếp cả đời như dẫm trên băng mỏng cũng may hệ thống thần công mãn cấp kịp thời xuất hiện chỉ cần chém giết người mang tội nghiệt sinh linh là có thể đạt được điểm kinh nghiệm vô hạn thăng cấp từ đó về sau, Tô Vân bước lên chấp chưởng sinh tử chi lộ. Kẻ gian dâm bắt cóc, giết. Kẻ nào gây rối, giết. Chương 1 Bãi Tha Ma, khởi tử hoàng sinh. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Thế cục, giết người diệt khẩu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 bắt lạnh vương phủ thực lực, áo đen bộ đầu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Đục nước béo cò, cơ hội. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Đào vong quận chúa, diễn kịch. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương 6. Ban thưởng cùng mời chào, đột nhiên tăng mạnh. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7. Áo tím bộ đầu và hát phong cao. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8. Dẫn xa xuất động, trả thù. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Triều Đình ưng khuyển, tìm hiểu nguồn gốc. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Nội ứng, tông sư. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.